Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với team video tiếp theo của mình. Hôm nay đập tràn Hồ Thủy Điện Trị An đóng đập của năm 2024 thì mình cũng nên ghi hình ảnh để chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả được biết. Khung cảnh rất là đông vui mọi người. Mọi người khán giả rất là nhiều luôn. Đây. Ồ, anh kia được khá nhiều cá rồi kìa. Theo quan sát của mình thì trong cái giỏ của anh kia cũng khá nhiều cá rồi. Ui, ở chỗ này sâu vậy. Nãy giờ có ai được con nào lớn chưa anh? Chưa. Chưa hả? À, mọi người nhìn cái phong cảnh nha. Chờ, đông ơi là đông luôn. Dạ kìa, anh tới kìa. Này. Dấn kìa, lên. Dạ, bọn cái đứng bên kia được cá bự được à, đi qua kia đi, qua kia. Bên kia được cá bự được à. Nhanh 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 nhanh. Bên kia được cá khủng được à. Mọi người xem video của Đạo một like và một đăng ký nhá để ủng hộ cho kênh của Đạo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng không được mấy. Làm ông lôi cả rồi. Hôm nay là đủ rồi. Cha lại chắc sông rà quá. Không thèm nói. Không ra được, không ra được. Không chạy đi luôn. Đây bác này cũng có con cá cha. Mỗi người được mấy con cha là được rồi. Lăng nữa chưa cha đâu. À con này nền cha mà, đúng không? Được con nào bự không anh? Không, có một con cá tre đây được. Con gì đây? Ô năng vàng. Mọi người xem video nếu thấy hay thì cho Đạo một đăng ký, một chia sẻ nha. Một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh của Đạo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ôi, dính vô lưới. Con đó không phải được 4-5 ký á. Bác này khai đao phát đầu tiên được một em cá cha. Có hình đó. Vậy là hôm nay có mồi rồi. Có mồi rồi. Rồi, khỏe rồi. Đây, đây, rồi, cá quý lắm á. Hey!
Tính này bắt được mấy con rồi hả đấy? Hai con mấy rồi? Đăng mạng được. Đi bên trong đấy. Nhấc cao cao lên nó vẫy cái mất cái chết luôn. Nhảy theo nó mà vớt. Một cái. Vớt không kịp, vớt không kịp. Mới có lần này có bán không? Bán nhá. Hôm nay mình nhiều tiền. Giá nhiều. Người ta bán 400 anh ạ. Cao quá. Ông không nổi. 4 triệu kia. Có không? Trong này toàn này giả đông, đóng luôn. Thằng nào cũng có ký, được ký hơn mà. Rồi lại dính lưới dưới à?
Có ai mua đâu bán. Bán nhiều tiền thì ăn. Con này 250, con kia 250. Con này 300. Lấy con này đi. Con nào? Đừng có chết. Con đó nó chết. Đập tí cai đi. Đập tí đầu ra đi. Đầu chết này phải 40 tí. Ôi, mày đâu có ra được đâu mà hơi chuyện với tao. Trời ơi. Không có cái sợi dây nào nhỉ? Nó nhìn nhau à? Không có sợi dây nào. Còn chuyên ra. Đâu? Đấy, hai con đi nhau. Đấy, con đi nhau. Hai con ép cho bá luôn. Ồ, con này gì? Ép, ép. Ép. Hai con bá luôn. Ồ, cái nhà nó đẹp không? Không, cái này không ngon gì trời. Cái này chân cương hay kho lạc. Chân cương với cái gì kìa. Em cần phải đi với rồi bây giờ kiếm ra ông vừa lặn kìa. Ui. Chục ký không anh? Bê vào được chục ký không? Có không? Đâu? Ủa chỗ này sâu không anh? Chỗ này nè, đi ngang qua đây sâu không? Ra nhanh một cái thôi anh. Thì anh kia được con cá to mọi người ơi. Nó mắc lưới rồi. Không đi được đâu, ông đủ mát rác à. Ôi. Con cá chờ bán, thôi em đem đu á. Ô bỏ ra được con máy đâu, bớt đi. Ở đây nhé. Chôn kia. Rồi. Đi. Trời ơi, chôn lắm. Ủa trời. Em bỏ tay một tiền té chết luôn. Lỡ ra đây nói. Mắc dưới rồi trời. Trời ơi, lưới quá trời luôn. Giờ nó cứng ngắc ở dưới chân luôn. Nó trơn đi không nổi luôn. Ôi, cá kìa. Trời ơi, con cá cha. Ôi, chỗ này chơi. Bây giờ em bị rớt xuống ướt hết điện thoại luôn. Nước mà. Không phải cái ốc bồ nè. Trời ơi, con cá khủng vậy. Nó dậy nhá, con cạnh nhá. Trời ơi, nó chơi đi. Con cá to lắm mọi người ơi. Lên xuống này, khỏe rồi. Chỗ nó sâu vậy. Sâu quay nổi. Ôi, mấy chú có đi giày không vậy? Có. Ôi, con đi đôi giày bata nó trơn quá. Chắc con bỏ đôi giày đâu quá. Giày cái trơn. Giờ sao lại gần quen con cá ta ha? Rồi, chồng gỡ nè, quay. À, đây, anh gỡ cho anh chạy lại đây nha. Chạy tung á, nó trời, chạy tung á. Ôi, nhìn quen, anh Long à? Nó chạy tung á. Được không anh? Có cá to không? À, mì dinh. Mì dinh này thì làm chả thì khỏi chê rồi. Xay ra làm chả. Ừ, đúng rồi. Nó mới hiếm ha. Đúng rồi. Thank you.
À 5 tuổi à? Đang mì á. Cá nhỏ quá. Mày dính mẹ. Ui mời cái lăng bự ha. Đây con lăng vàng nè, với con lăng hai nè. Ô con này vàng ươm luôn ha. Con này mới ngon nè. Con này mới đã nè. Đó, mọi người nè. Đây, con lăng vàng. Con lăng nha đúng ta. Ui vàng ươm luôn. Con lăng vàng. Đó, con này con thắng lại anh nàng hai. Đúng rồi. Thấy ra là mất luôn. 3-4 người ra bu cho ta chụp. Trong này mọi người vẫn đang đi mọi người vẫn đang đi vô khu vực này á để bắt cá mắc cạn đó mọi người. Những con cá mắc cạn nó rút vào những cái vùng đùm cỏ như này nè, nó bắt đầu mọi người đi chỉa nó hoặc là bắt bằng tay không á. Nó nào qua kia dính lưới rồi. Dính rồi. Ồ dính lưới rồi. Bao cá gì vậy? Cá lăng à? Ôi dính rồi. Ôi lăng hai. Ôi con nàng hai. Con này nàng hai đúng không ta? Đúng không anh? Ôi con nàng hai. Trời ơi nó lụi ghê không? Mình mới nói mà mình có linh cảm mà khu vực này có cá mà. Nàng hai mấy chấm rồi? 6 hay 7? 7 lần 2 rồi. Rồi ngon rồi thôi. Bờ này nó vui hơn bên kia luôn. Đây là con mè đúng không? Con mè hả? Ôi con này to nè. Quá trời ơi. Con này chắc phải 7 kg ha. Có bán không? Không. Trời ơi. Con này bắt ở trong, ở đâu? Trong này. Bắt ở trong đập rồi. Đây mọi người. Đây là con cá mè. Mè hoa luôn. Trời ơi, nó to lắm luôn đó. Nó to hơn cái đùi đại nhiều luôn. Ồ, thấy nó thở không? Thấy. Trời ơi, con này 7 kg, đã lắm mọi người ơi. Con cá cha này 13 kg. Đây là chính diện đập luôn mọi người. Ta đang đứng ở chính giữa cửa xã luôn. Tình hình bây giờ là vẫn còn nhiều người bắt lắm. Ôi con cá nó 10 kg mà anh cân cái cân 5 kg sao cân? Ba kg hơn. 3 kg hơn. Đây có con lăng vàng này ngon này. Ồ con lớn chị mua hả chị? Bao nhiêu 1 kg vậy? 200. Hả? 200 con đó hả? Con này con lăng vàng. Con này ký à? Ký. Cá lô phi cá vườn. Đây. Cái này gọi là cái gì đó? Cha. Cá cha. Cá bố á. Không nhớ là cha dầu rồi cha gì á. Này cá dầu á.
cha Phường á, cha cha Hồ á. Con này hồi nãy có người mua rồi phải không? Em mua rồi. À. Con nó bao nhiêu? Kêu. Bên bờ bên kia này. Con nào mua thêm con này nhỉ? Bờ bên kia hả? Mua về hả? Về ăn hả? Có hồi nãy con ăn mấy con kia con được mấy con to lắm. Con gì đó được. Chạy lên lấy xe đã rồi ra. Lắc dưới cuối á. Nãy ăn mới quay. Lâu chưa? Mới nãy đây cách đây khoảng 15 phút rồi. Mè này cũng đã nè. Con mè này mới đã nè. Bao nhiêu? Con này bán bao nhiêu? Bán máu 5 xị thôi. Để tính ra con này này không được chục ký đâu, còn 6-7 ký. Con này là nãy cân là 13 ký đó. Cầm cho coi ấy. Chá mở cầm cho coi ấy. Chú kia chú bỏ rồi. Đây. Cha. Dạ. Này gọi là cha dầu á. Ôi con cá đã quê tuyệt vời luôn. Quá đã. Rồi ok. Bê về luôn. 80.000 ký tính ra rẻ đó. Ôi ôi con này 13 ký luôn. Cá cha 13 ký đã rồi. Đấy con mè này. Con mè hoa nữa. Con này chắc 6-7 ký. Thôi là mè to lắm đã. Trời ơi. Đã được ăn cái. Con này được chắc chục ký không anh? Chục. Cái mè chắc có ai biết chứ. Dân đi câu nó còn được báo rồi đấy. Ôi ôi. Con này chắc được chục ký mày. Đó anh bê vậy đi. Nặng lắm. Đó đúng rồi. Wow, nó dài kìa. Con này chắc cả mét nữa nha. Ôi, con này anh bắt ở đâu vậy? Này cái bụng cỏ đó kìa. Trời ơi, con cá đã chưa? Anh nha, anh ơi, anh cầm đầu cầm đuôi anh dơ ngang lên được không? À, anh cầm mang anh sách đây đó. Bây giờ video của em cũng xin phép được kết thúc nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.